Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Mỹ Lan sụp chùm Novaland, Bùi Thành Nhơn đang hốt hoảng tháo chạy. Hiện nay bão mới thổi nhẹ nhẹ nhưng đã cuống phăng một tên tuổi lừng danh trong giới doanh nghiệp đất Sài Gòn. Đó là Toàn Thịnh Phát. Việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào tập đoàn chính trị Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải có chảy xước miếng da nào hay không thì chưa biết, nhưng biết chắc rằng các doanh nghiệp mà từng hưởng những ưu ái từ thời ông Lê Thanh Hải nắm quyền đều bị đánh cho tơi bời. Nuôi lớn để thịt là từ mà giới doanh nghiệp thường đánh giá tình hình chính trị kinh tế Việt Nam hay dùng. Hầu hết các doanh nghiệp lớn của Việt Nam không sống thọ bởi những tập đoàn chính trị triệt hạ nhau để giành ghế và giành quyền lợi. Mà khi triệt hạ, họ triệt hạ vây cánh trước, tức là các đại gia thân hữu sẽ bị đưa lên thịt đầu tiên. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt làm chấn động giới bất động sản. Vào ngày 8 tháng 10, trên tờ báo của nhà nước Việt Nam có bài Cổ đông lớn thoái vốn Novaland về tay ai? Có cho biết vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn đã bán tổng cộng hơn 94 triệu cổ phiếu của Novaland để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% và cả hai đều không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này. Cùng thời điểm, công ty cổ phần Nova Group thông báo đã mua gần 95 triệu cổ phiếu của Novaland, nâng tỷ lệ tại Novaland lên 37,02% là cổ đông lớn nhất hiện nay. Cụ thể, ông Bùi Thành Nhơn đã bán và chuyển nhượng hoán đổi hơn 72,3 triệu cổ phiếu Novaland và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại doanh nghiệp này từ 8,6% xuống dưới còn 4,9%. Tương tự, bà Cao Thị Ngọc Sương là vợ ông Bùi Thành Nhơn cũng vừa bán chuyển nhượng hoán đổi hơn 21,9 triệu cổ phiếu Novaland để giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,4% xuống còn 4,2%. Bùi Thành Nhơn, người mới nhất có tên trong danh sách tỷ phú đô la Việt Nam hiện nay, có vẻ như cảm thấy mùi chẳng lành từ vụ án Vạn Thịnh Phát. Những dự án đình đám mà Novaland làm thời ông Lê Thanh Hải là bí thư thành ủy có rất nhiều. Những đại gia bị dính vào vòng lao lý cho đến nay hầu hết là đại gia về ngành bất động sản như Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan, vân vân. Như vậy, khó nói rằng ông Bùi Thành Nhơn không dẫn dắt Novaland theo lối dựa hơi chính trị để phát triển. Đây là hình ảnh vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn thoái vốn từ từ tại Novaland. Hiện nay, các đại gia bất động sản tại Việt Nam cứ sụp như quân cờ domino. Người sau thì khủng hơn người trước. Việc ông Bùi Thành Nhơn làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại tập đoàn theo một số nhà đánh giá cho rằng có thể vợ chồng Bùi Thành Nhơn đang nhả từ từ rồi rút êm. Bởi nếu làm người đứng đầu khi có sai phạm gì, lãnh đạo cao nhất của tập đoàn sẽ phải chịu trách nhiệm. Cho đến nay, người ta cũng chưa hoàn toàn tin rằng ông Phạm Nhật Vượng không bị cấm xuất cảnh mặc dù Bộ Công an Việt Nam đã đính chính. Cũng đã 3 tháng trôi qua từ ngày có tin đồn này, người ta vẫn chưa thấy ông Vượng đi được nước ngoài bao giờ để bác bỏ lời đồn. Vậy nên cũng có nhiều người thận trọng vẫn bỏ ngỏ khả năng ông Vượng đang bị quản thúc. Với lại, mới đây ông Vượng lại cho lập công ty VMI cho thấy ông Vượng đang rất đuối vốn. Cũng rất có nhiều khả năng công ty tập đoàn VinGroup đang được theo dõi sức khỏe về tài chính một cách chặt chẽ. Nói về sức mạnh như thị trường bất động sản, VinGroup mạnh hơn Novaland rất nhiều. Tuy nhiên, Novaland khá kín tiếng trên thị trường vốn, nhưng sức khỏe tài chính của Novaland được đồn đoán là không tốt từ nhiều năm trước. Một gã khổng lồ như Novaland mà bị thịt thì khối kẻ được hưởng lợi. Đây là hình ảnh ông chủ Novaland Bùi Thành Nhơn. Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan làm chấn động xã hội, chấn động giới đầu tư bất động sản. Có thể nói, hầu hết các đại gia cùng ngành của bà Trương Mỹ Lan cũng phải chấn động. Các đại gia bất động sản hiện nay không thể không đặt câu hỏi bao giờ thì đến lượt mình. Ông Bùi Thành Nhơn nhất cử nhất động trên thị trường chứng khoán là báo chí đồng loạt đưa tin. Có người thì cho rằng có một số tờ báo được giao nhiệm vụ theo dõi những người trong tầm ngắm. Không biết có phải thật là như vậy hay không. Tuy nhiên, đấy là ý kiến hợp lý, khó có thể bác bỏ. Theo một số nguồn tin chưa kiểm chứng mà Thời báo .d có được thì ông Bùi Thành Nhơn cũng đang trong dạng bị theo dõi đặc biệt để tránh thoái vốn.
tháo chạy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hai Nhật bị điều tra, có người ngậm miệng vĩnh viễn, Hai Nhật quyền lực cỡ nào. Ngày 7 tháng 10, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin Chủ tịch chứng khoán Tân Việt, thành viên của Hội đồng Quản trị độc lập SCB Nguyễn Tiến Thành qua đời đột ngột. Theo những gì báo chí đưa tin, ông Thành qua đời vì một cú đột quỵ. Tuy nhiên, một số nhà đánh giá rằng cái chết này không phải đơn giản như vậy. Sau khi ông Nguyễn Tiến chết, thì báo chí đồng loạt đưa tin bà Trương Mỹ Lan và ba người khác bị bắt. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty mà bà Trương Mỹ Lan là chủ, đồng thời ngân hàng SCB cũng là ngân hàng thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Trương này. Đây là hình ảnh tin ông Nguyễn Tiến Thành đột quỵ là bất thường. Ông này có mối quan hệ rất lớn với thế lực Trương Mỹ Lan. Đầu năm nay, SCB đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần quản trị quỹ Tân Việt, cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau. SCB là đối tác ưu tiên của công ty này trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong các giao dịch huy động vốn, thu xếp tài chính trong và ngoài nước, giao dịch đầu tư, hợp tác đầu tư, v.v. Đồng thời, SCB xem công ty này là đối tác ưu tiên trong thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và khách hàng của SCB. Cùng thời điểm trên, công ty này cũng ký thỏa thuận với chứng khoán Tân Việt hợp tác bán chéo đối với các sản phẩm truyền thống của công ty, bao gồm chứng chỉ quỹ, sản phẩm ủy thác đầu tư v.v. trên thị trường. Chứng khoán Tân Việt và SCB cùng tham gia hoạt động phát hành các lô trái phiếu của nhiều doanh nghiệp. Trong đó, chứng khoán Tân Việt giữ vai trò tư vấn phát hành, còn SCB bảo lãnh thanh toán. Và một khi công an vào cuộc thì vụ án này lại mang màu sắc chính trị nhiều hơn, mặc dù ban đầu là các sai phạm về kinh tế. Gia tộc họ Trương này là quyền lực bậc nhất và bất khả xâm phạm trong một thời gian rất dài tại Sài Gòn, và nó được thế lực chính trị mạnh nhất tại đây đỡ đầu. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng tiến hành đốt lò đến nay, vụ án chấn động nhất là bắt Đinh La Thăng bỏ tù. Cho tới nay, đây là cựu ủy viên Bộ Chính trị duy nhất đã ngồi tù. Ông Đinh La Thăng cũng từng bị khui ra từ vụ án kinh tế, cho nên việc tấn công vào ông Lê Thanh Hải cũng không khác gì ngoài những vụ án kinh tế. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan có nhiều dính dáng đến thế lực Lê Thanh Hải. Bản chất của ông Nguyễn Phú Trọng là tóm từ thấp lên cao. Việc tấn công vào tập đoàn kinh tài Vạn Thịnh Phát cho thấy ông Trọng đang nhắm đến tập đoàn chính trị Lê Trương khét tiếng miền Nam này. Ông Lê Thanh Hải đi lên từ quận 5 và có những mối làm ăn kết hợp quyền và tiền giữa ông và những doanh nhân gốc Hoa tại khu vực Chợ Lớn. Khi nhắm vào một tập đoàn kinh tế lớn và một tập đoàn chính trị lớn thì chắc chắn có những mắt xích sẽ nắm những thông tin mật mang tính quyết định của vụ án. Mà trong chính trị, khi khó bịt miệng được ai thì sẽ có những cách người ta cho những nhân chứng ấy ngậm miệng mãi mãi. Có lẽ người dân Việt Nam cũng chưa quên cái chết của ông Trần Bắc Hà khi mà ông Tổng đang điều tra nhắm vào ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Trần Bắc Hà ngậm miệng mãi mãi và cắt đứt điều tra của ông Tô Lâm nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng cũng theo hướng này mà không thể tiến thêm. Cái chết của ông Nguyễn Tiến Thành hoàn toàn không phải là cái chết bình thường, nó bất thường và thậm chí rất bất thường nữa là khác. Ông Thành chết sẽ làm đứt mạch điều tra của Tô Lâm thông qua những gì bà Trương Mỹ Lan gây ảnh hưởng tại ngân hàng SCB. Điều tra bà Trương Mỹ Lan cũng là điều tra về ông Lê Thanh Hải. Trong tất cả các nhân vật mà khi ông Trọng đã điều tra mà lại xuất hiện cái chết bất thường để cắt mạch điều tra thì chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng làm được. Và có vẻ như lần này ông Lê Thanh Hải cũng là một trường hợp tương tự. Mỗi khi vụ án kinh tế mà có liên quan đến tập đoàn chính trị lớn thì thường là những gì chúng ta thấy không đơn giản như những gì báo chí nhà nước đã đăng tải.